Anh chị nghĩ kỹ lại đi ạ. Em nói thật, lần này bọn em làm nghiêm túc. Nếu như thành công, lợi nhuận sẽ không ít đâu ạ. Đấy là cô nói thế, chứ đến lúc lỗ rồi, ai là người chịu phần thiệt hại ở đây? Tất nhiên, nếu như thua lỗ, thì bên em phải đền bù thiệt hại rồi ạ. Nói thì nói thế thôi, chứ tiền cũng đưa cho vợ chồng cô rồi, sau này mà thua lỗ, có mà tìm đằng trời. Chị cứ khéo lo, đương nhiên là bọn em sẽ có giấy tờ mượn đàng hoàng chứ ạ. Anh em thì anh em, chứ đụng đến tiền bạc vẫn phải sòng phẳng chị ạ. Hay là mình giúp Nhiên đi. Đằng nào vợ chồng mình cũng đang tính đầu tư. Đầu tư cho người nhà chả hơn à? Anh im đi, biết gì mà nói. Giá như kinh tế vợ chồng nó ổn định, có nhiều tiền thì mới an tâm đầu tư chứ. Đằng này học hành thì chẳng đến đâu, thế mà lại mơ cao. Trèo cao thì ngã đau, em chả dại mà đu theo. Anh chị không có lòng tin ở em thế thì thôi vậy. Em xin phép. Em này, Dạ. hôm nay em qua nhà anh Quang ấy, vợ chồng anh ấy bảo sao? Khó lắm anh ạ. Anh chị không đồng ý. Anh chị không tin tưởng vợ chồng mình. Không sao đâu anh. Với số vốn hiện tại mình đang có vẫn đủ để làm mà. Em đang tính tháng sau mở chi nhánh ở Hà Nội. Có tiếng tăm rồi, mình gọi vốn cũng dễ hơn. Thì đành vậy chứ biết sao giờ. Vợ chồng mình cứ cố gắng thôi. Anh tin là ông trời không phụ lòng người đâu. Thôi, vợ chồng mình đi ngủ đi. Ừ, ngủ nhá. Phải lâu lắm rồi anh mới thấy em trong bộ dạng này đấy. Thì ở nhà không mặc như thế này. Chẳng lẽ anh lại muốn em mặc đồ như ở trên công ty à? Làm chủ thì em mặc diện diện như thế thôi. Chứ em vẫn thích mặc như thế này hơn, cho nó thoải mái. Anh chỉ nói thế thôi, chứ vợ anh mặc gì cũng đẹp hết. Ai mà đến nhà mình sớm thế em nhỉ? Để em ra mở cửa. Ừ. Anh chị uống nước ạ. Hai anh chị có việc gì mà qua nhà em sớm thế ạ? Cô chú mới về mà đã có thời gian dọn dẹp nhà cửa rồi à? Trông cũng sáng sủa nhỉ? Chẳng là hôm nay anh chị sang đây cũng để bàn với cô chú một chuyện. Xưởng của anh chị thanh lý mất rồi. Anh chị thanh lý từ bao giờ? Sao không báo với bọn em một câu ạ? À? Thế bây giờ anh chị đang làm gì? Cũng mới năm ngoái thôi, anh chị không chịu nổi chi phí vận hành nên buộc phải giải thể. Bây giờ anh Quang thì chạy xe ôm, chị thì nhận thêm việc ở nhà để trang trải chi tiêu. Nhiên này, chị biết là cô chú bây giờ đã có công ty riêng, sắp tới còn mở thêm chi nhánh. Anh chị cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong cô chú cho anh chị cơ hội được làm chung. Anh em mình cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên, có được không? Dạ, vâng. Hiện tại thì công ty em cũng đang thiếu bộ phận chăm sóc khách hàng và nhân viên kỹ thuật. Em thấy cũng hợp với anh chị đây. Để em sắp xếp cho anh chị vào công ty em làm nhé. Cái gì? Làm nhân viên á? Ý của chị là với người có kinh nghiệm như anh Quang đây, làm nhân viên thế thì phí lắm. Ít ra em cũng phải sắp xếp anh Quang làm quản lý chứ. Như thế vừa không mang tiếng bội bạc anh, lại cho anh cơ hội để phát triển. Chị thấy như thế hợp lý quá còn gì. Đúng đấy, anh cũng muốn có cơ hội để thử sức. Dạ. Thôi được rồi. Đằng nào thì cơ sở ở đây cũng đang thiếu quản lý. Em sẽ sắp xếp cho anh thử sức nhá. Anh cảm ơn cô chú, anh sẽ cố gắng. Đi ngủ thôi anh. Em đây. Dạ. Em có chắc là
muốn anh Quang và chị Tuyết vào công ty của mình làm không? Chứ với tính cách của chị Tuyết, anh thấy không ổn lắm đâu. Kiểu gì cũng sinh chuyện. Thì biết làm sao bây giờ? Anh Quang thì là anh họ của em. Anh ấy đã mở lời như thế, làm sao em dám từ chối? Thôi bây giờ như thế này đi, cứ để anh chị làm thử. Nếu như anh chị làm không ổn thì em không nương tay nữa đâu. Đến lúc đó cho nghỉ vẫn chưa muộn mà. Dù gì bây giờ mình vẫn chưa có người làm. Trong khoảng thời gian này em vẫn sẽ kiếm người dự phòng. Ừ, thế thôi, tùy em nhé. Thôi đi ngủ đi. Ừ, chị biết rồi. Để chị sắp xếp, rồi chị sẽ báo lại. Em hả? Lại có vấn đề gì à? Thì vẫn là chuyện của anh Quang và chị Tuyết đấy anh. Chị ấy lợi dụng chức vụ của anh Quang để chèn ép nhân viên. Nhân viên đang đòi nghỉ tập thể kia kìa. Chán thật đấy. Anh thấy mãi như thế này không ổn đâu. Em nghĩ sao nếu cho hai anh chị ấy nghỉ việc? Em cũng đang nghĩ vậy anh ạ. Để em gọi anh chị sang nói chuyện nhá. Cái gì? Cô vừa nói cái gì cơ? Tại sao cả tôi và anh cô đều phải nghỉ việc? Dạ, chị có biết 2 tháng vừa rồi nhân viên đã phàn nàn với em rất nhiều về thái độ làm việc của anh chị không ạ? À, vậy giờ lộ rõ rồi nhá. Cô nghe người ngoài khinh thường anh họ và chị dâu cô đúng không? Cô thà là nghe người ngoài, tin người ngoài, còn anh chị có nói thế nào cô cũng mặc kệ chứ gì. Chị ơi, vấn đề ở đây không phải là người ngoài hay là người nhà, mà bất cứ ai không làm được việc thì chúng em đều làm như vậy. Còn với thái độ của chị như thế này thì em xin phép em không tiếp chuyện nữa. Thôi, chúng mày không phải ra vẻ nữa. Tao mà nghỉ việc á thì chúng mày cũng không xong đâu. Nhớ đấy, đi về. Ôi giời, anh Dương ơi, anh Dương, anh dậy đi em bảo. Nhanh lên. Chuyện gì mà gọi anh gấp thế? Anh nhìn đây này, anh xem đi. Tại sao lại như thế? Từ trước đến nay, kho lưu trữ của mình là kho khép kín. Hơn nữa lau chùi, khử khuẩn, khử côn trùng thường xuyên. Làm gì có dán vào mà báo đưa lên như thế được. Em cũng không biết được. À đấy, còn có cả bài phốt nói là công ty mình dùng rau củ ngâm hóa chất. Lại còn có cả video nhân viên nhận hóa chất nữa cô. Thôi chết rồi. Lẽ nào chị Tuyết... Anh đang nghi việc này là do chị ấy làm á? Anh nghĩ là rất có khả năng đấy. Em thử nhớ lại đi. Trước khi bị đuổi, chị ấy chẳng bảo là sẽ không để chúng mình yên còn gì. Nếu mà do chị ấy thật thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng mà bây giờ phải làm sao hả anh? Trong kho có camera, để anh báo bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại, xem những ngày chị Tuyết gần nghỉ có quay được gì không đã. Rồi từ từ anh tính tiếp. Vâng ạ. Sao rồi anh? Video trong camera ở kho 3 ngày gần đây đều bị hỏng file. Bên bộ phận kỹ thuật đang hỗ trợ, nhưng anh không biết là có lấy lại được không nữa. Tôi không sao đâu, em yên tâm. Anh sẽ cố gắng tìm cách. Anh Quang ơi, xuống mở cửa xem ai đến đây. Đây rồi. Vợ, chú Dương, chú Dương chú ấy đến. Cứ bình tĩnh, làm gì mà cuối cả lên đấy. Có khi nào chú ấy biết chuyện rồi không? Anh ngồi yên đây, để em ra xem thế nào. Anh mà bép xép á, là chết với em đấy. Đi đi. Chú đến đây làm gì? Chú đến để xem vợ chồng tôi bị chú đuổi việc trông thảm hại như thế nào à? Em tới có vài chuyện muốn nói với anh chị. Chuyện gì? Nói luôn đi. Chị có chắc không? Nói ở đây, người xấu mặt là chị đấy, không phải em đâu. Rách việc, vào đi.
Anh. Chú Dương, chú ngồi đi. Anh xin phép. Anh. Anh ngồi đây luôn đi. Mời chú. Công ty của em hiện tại đang có rất nhiều tin đồn không tốt. Chuyện này chắc anh chị biết rõ chưa? Tin đồn gì? Liên quan gì đến anh chị mà chú phải sang tận đấy? Vâng, em cũng không muốn dài dòng. Chị nghĩ chị xóa đi file ghi hình 3 ngày trước ở kho và cố tình đưa nhân viên đi cửa sau để né camera, rồi dàn cảnh nhận hóa chất và đưa những tin đồn thất thiệt thì sẽ không ai biết à? Bây giờ em cho anh chị một cơ hội đi đầu thú thì em sẽ không tố cáo chuyện này với thiên hạ. Này, chú đừng có mà ăn nói hồ đồ nhá. Học đâu cái kiểu ăn không nói có đấy. Anh chị thì liên quan gì đến việc này? Em biết kiểu gì chị cũng không nhận mà. Anh chị xem đi. Em xin chị đây. Chị làm như thế thì em mang tội với anh chị chủ quá. Bây giờ giữa việc mang tội với anh chị chủ và việc mày làm hỏng lô hàng, nếu lộ ra mày phải đền hơn 20 triệu, cái nào quan trọng hơn? Nhưng mà em chỉ sơ ý thôi, chứ em có cố tình đâu ạ. Sơ ý hay cố tình, theo luật vẫn phải đền hết. Em xin lỗi chị, em nghe chị ạ. Đấy, có thế chứ. Bây giờ mày đứng vào đây để tao chụp ảnh. Chỉ cần tao chụp ảnh mày với cái can hóa chất này là xong. Yên tâm, tối như thế này không ai biết mày là ai đâu. Này cầm đi. Nhanh lên. Chị định làm gì? Chị nghĩ em cho chị xem thì em chỉ có một bảng lưu thôi à? Chưa hết, còn video chị cầm dán bỏ vào thùng thực phẩm, chị muốn xem nữa không? Tại sao chú lại có những video này? May mắn ông trời thương, chị xóa video. Nhưng tôi cũng có bạn làm ở phòng an ninh mạng, chuyên khôi phục dữ liệu, là điều vô cùng đơn giản với anh ấy. Chị né trước né sau, né camera của công ty để ép nhân viên nhận thùng hàng hóa chất. Mà chị không hề hay biết, camera của hàng xóm đã ghi lại toàn bộ hình ảnh và lời nói của chị trong đấy rồi. Chú Dương, anh lạy chú, anh không biết gì đâu. Tất cả đều là do chị Tuyết xui anh. Chị Tuyết xui anh làm hỏng lô hàng hơn 20 mấy triệu để đổ lỗi cho bạn nhân viên kia. Cũng chị Tuyết bắt anh mua rượu để thuốc say mấy tên nhân viên kỹ thuật, để cho anh còn xóa video. Anh không biết gì đâu. Chú Dương, chú tha tội cho anh. Anh có biết tôi ghét nhất loại người nào không? Là loại nhu nhược, vô trách nhiệm, ngu si như anh đấy. Chính vì sự ngu si của anh đã khiến Nhiên, em gái họ của anh, phải chịu khổ rất nhiều, anh có biết không? Tôi không có quyền quyết định anh có tội hay không, chuyện đó để tòa án phán xét. Còn việc của tôi là cho anh chị cơ hội tự thú, hoặc là tôi sẽ đem những chứng cứ này lên cơ quan công an. Lúc đấy tội càng thêm tội. Tôi cho anh chị đến ngày mai phải cho tôi một câu trả lời. Chú Dương, thế tại sao chú lại cho chúng tôi cơ hội để tự thú? Với tính cách của chú, không phải gọi công an đến sẽ nhanh hơn sao? Yên tâm, tôi làm chuyện này không phải vì hai người đâu. Vì tôi không muốn vợ tôi phải bận tâm thêm về hai người thôi. Anh ơi, tin đồn đã được đính chính rồi. Là do có người hãm hại công ty mình, chứ không phải do công ty mình làm ăn bất cẩn. Tất nhiên là phải như thế rồi. Anh đã ra tay mà. Nhưng mà để đảm bảo danh tính, anh đã nhờ phía công an và bên truyền thông giữ lại hình ảnh của họ rồi. Mà em này, anh đặt vé cho hai vợ chồng mình đi du lịch nhé. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh thấy em cứ căng thẳng mãi. Giờ là lúc để hai vợ chồng mình thư giãn đầu óc. Với lại cũng lâu rồi, chúng mình không dành thời gian cho nhau. Vâng ạ, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chồng. Em sao thế? Buồn nôn. Chẳng lẽ mình sắp được làm bố rồi à?
Vợ ơi! Vợ!